Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong Hôm nay có gì hot ngày 19 tháng 4 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Hôm nay, Xiaomi đã chính thức tung ra flagship Mi 6 với thiết kế khung kim loại và hai mặt kính. Các góc cạnh được bôi tròn tối đa và phần mặt lưng thì được vắt cong ôm sát vào khung viền. Điểm nhấn thiết bị này chính là cụm camera kép 12 megapixel phía sau gồm hai camera có hai tiêu cự khác nhau và hỗ trợ chống rung quang học OIS 40. Về cấu hình, Xiaomi Mi 6 được trang bị màn hình 5.15 inch Full HD, chip Snapdragon 835, RAM 6GB. Mi 6 sẽ được bán ra với mức giá khởi điểm từ 8,2 triệu đồng và cao nhất là khoảng 10 triệu đồng cho phiên bản gốm. Nói thật là trông cứ giống như Huawei sao sao đó. Cũng trong hôm nay, Xiaomi đã chính thức tung ra Redmi 4X tại thị trường Việt Nam. Redmi 4X là chiếc smartphone tầm trung với thiết kế kim loại, sở hữu màn hình 5 inch, chip Snapdragon 435, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB và viên pin 4100mAh. Xiaomi Redmi 4X sẽ được bán ra vào ngày 20 tháng 4 cho phiên bản màu đen và 26 tháng 4 cho phiên bản màu vàng với mức giá là 3,99 triệu đồng. Samsung thì cũng đã chính thức ra mắt Galaxy S8, S8 Cộng tại thị trường Việt Nam và chắc các bạn cũng đã xem livestream rồi nên mình sẽ không đề cập ở đây nữa. Sau khi biến mất một khoảng thời gian khá lâu thì Strap đã chính thức trở lại thị trường di động với chiếc smartphone thuộc dòng Aquos quen thuộc. Aquos R là chiếc smartphone đang được định hướng thuộc phân khúc cao cấp với thiết kế màn hình 5.3 inch 2K, hỗ trợ HDR10, sử dụng công nghệ màn hình IGZO, vi xử lý Snapdragon 835, RAM 4GB. Dù không theo trào lưu camera kép, nhưng Strap vẫn trang bị cho flagship của mình cụm camera chính 22.6MP, khẩu độ 1.9, góc rộng 90 độ và tích hợp chống rung quang học OIS. Bên cạnh Aquos R, Strap còn công bố IA mới dành cho thiết bị của mình mang tên là Emob nữa. Trong hội nghị Facebook dành cho lập trình viên, Facebook đã trình làng nhiều tính năng mới cho ứng dụng Messenger của mình. Cụ thể, màn hình chính của ứng dụng sẽ tiếp tục được thiết kế lại để bổ sung thêm các thẻ mới như Discovery dành riêng cho các chatbot, phần mở rộng extension cho ứng dụng, thẻ game để người dùng giải trí và hỗ trợ quét các mã QR code đặc biệt để có thể kết nối nhanh chóng với bạn bè và chatbot của các thương hiệu nổi tiếng. Hôm nay, Apple đã chính thức miễn phí toàn bộ phần mềm gồm iMovie, Number, Keynote, Base và GarageBand cho Mac và iOS. Trước đây, điều này chỉ được áp dụng nếu bạn mua iPhone, iPad hoặc MacBook mới mà thôi. Vì vậy, nếu bạn nào đang sở hữu mà muốn sử dụng hay những anh em Hackintosh hứng thú thì tải về ngay nhé. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Hôm nay có gì hot ngày mai. Bye bye!